Xin chào các bạn, thì tiếp theo cái video trước thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tới cái phần số 5 ha. Phần số 5 đây là chúng ta sẽ xem tùy chỉnh cái cách xem menu view trong cái phần mềm Photoshop CC. Rồi đầu tiên thì chúng ta mở cái phần mềm lên, phần mềm Photoshop lên. Rồi tôi đang sử dụng phiên bản Photoshop CC 217. Rồi bạn đợi một tí ha. Rồi sau đó ta sẽ sử dụng nail đi ha. Tôi tạo ra một cái trang trắng, một trang trống trơn ha. Rồi như thế này. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái menu đầu tiên trong cái phần mềm Photoshop là menu view đây ha. Đây chính đây. Rồi thì cái nó có nhiều cái bạn đầu tiên thì bạn mở lên bạn sẽ thấy nhiều cái dòng lắm ha, nhiều cái dòng tiếng Anh này. Thì chúng ta chỉ học một số cái thông dụng thôi. Giả sử giờ tôi sẽ nói sơ ra cái zoom, giả sử như cái zoom in này ha. Tôi phóng to lên cái zoom in này là phóng to thôi. Phóng to cái file ảnh chúng ta. Cái zoom out là thu nhỏ lại ha. Những cái này thì nói chung nó cũng không quan trọng gì tại vì sau này chúng ta sẽ sử dụng phím tắt là chủ yếu. Fixed on screen là cái hình chúng ta sẽ dừa, cái hình chúng ta sẽ dừa cái màn hình desktop luôn. Rồi tới cái phần này là phần hay đi ha. Phần sau trong cái sau này bạn thấy có cái mũi tên này thấy chưa? Bạn di chuyển cái mũi tên, bạn lít nó sẽ hiện ra cái những cái chức năng trong ở phía trong. Rồi sẽ chia grid là cái gì? Cái này là đường lưới nè. Tôi lít thử ha. Rồi bạn thấy chưa? Cái file chúng ta nó tự động nó chia làm những cái đường lưới như là sọc caro á, như là cái tập caro của chúng ta. Đó bạn thấy chưa? Đó. Như thế này. Rồi tiếp tục chúng ta tới cái trong cái show này nó có thêm cái gai. Cái gai này chính là cái đường giống ha. Nhưng mà hiện tại bạn thấy nó đang bị mờ, thấy chưa? Bị mờ thì chúng ta không chọn được. Thì tại vì chúng ta chưa tạo ra cái đường gai, đường giống. Thì bạn di chuyển chuột nè. Bạn di chuyển chuột lên trên, phía trên đây. Bạn lít chuột trái. Giờ bạn giữ trái không buông, bạn rê xuống ha. Tôi đang giữ chuột trái, tôi không buông ha. Tôi rê xuống vị trí nào đó tôi mong muốn thì tôi buông trái ra. Nó tạo ra một cái đường giống ngang như thế này. Có màu xanh dương nhạt, thấy chưa? Đó là ta gọi đường giống ngang. Còn cái đường giống dọc thì bạn phải rê từ bên tay trái rồi nè, thấy chưa? Lít giữ chuột trái không buông tới vị trí mong muốn, buông chuột trái ra là được cái đường giống dọc xuống rồi, thấy chưa? Thì khi này bạn vào lại cái menu view hồi nãy đó, vô cái phần sau nè ha, là trình diễn đó, cho chúng ta sẽ thấy cái đường gai này, cái chức năng gai này, cái nó sẽ hiện lên, thấy chưa? Rồi gai là đường giống, tôi lít chuột trái thì bạn thấy cái đường gai nó sẽ tạm ẩn thôi, nó sẽ tạm ẩn mất tiêu thôi. Bạn sẽ lít vào đây sau là góc gai này đây, nó sẽ hiện lại, thấy chưa? Đường giống nó sẽ hiện lại. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tới cái phần smart gai là gì. Smart gai là cái đường giống thông minh thôi. Thì cái này giả sử giờ tôi lấy một ví dụ ha, tôi lấy một ví dụ này tôi hướng dẫn cho các bạn thì bạn khoan ha, biết cái này là gì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thôi. Giả sử như giờ tôi vẽ một cái hình như thế này, rồi tôi có hình thứ hai, thấy chưa? Rồi bạn sẽ thấy cái gì ha. Rồi bạn sẽ thấy như thế này, giả sử tôi vào view tôi tạm ẩn cái đường lưới đi ha, đường grid đường lưới đi. Đây. Rồi bạn sẽ thấy cái gì? Giả sử bây giờ tôi khi tôi di chuyển một cái hình này thì tự động phần mềm nó sẽ tạo ra những cái đường giống màu tím bạn thấy trên màn hình, thấy chưa? Giả sử tôi di chuyển như thế này, tự động một cái đường giống màu tím nó sẽ xuất hiện ra, nó gợi ý cho tôi là canh lề ở trên đỉnh đầu của hai hình, thấy chưa? Đó là cái smart gai mà tôi mới vừa chọn đó. Đây. Nó sẽ tự động canh lề giữa hai đối tượng như thế nào đó, tùy nó. Đó. Thì đó là chức năng của thằng view show smart gai ha, là đường giống thông minh là tự động đó. Rồi tiếp tục tới cái phần bạn thấy cái hình tôi, cái giao diện tôi sẽ có những cái đường đo, thước đo như thế này, rồi ruler này ha. Ruler đây. Thì nó sẽ đo theo chiều ngang và chiều dọc thước nè, thấy chưa? Thì đó là do tôi tùy chọn, tôi lít vào cái chữ ruler này. Đó, khi bạn thấy mắt thì bạn sẽ thể nhấp view, chọn ruler lại ha, lít chuột trái. Nó sẽ hiện lại cái lưới đo chúng ta. Nhưng xin lỗi, hiện cái thước đo chúng ta. Nhưng các bạn sẽ biết là cái thước chúng ta sẽ lấy góc tọa độ tại vị trí nào. Thì giả sử giờ tôi xóa những cái đường gai, đường giống này đi. Thì tôi lít chuột trái vào cái đường giống này ha, lít giữ trái không buông. Ra tới phía ngoài đây tôi buông trái ra. Thấy chưa? Là cái này chúng ta mới xóa hẳn cái đường giống này luôn. Rồi, ta xóa đường giống. Thì tôi sẽ cho các bạn xem thử cái góc tọa độ chúng ta là tại đâu.
Thì thật ra cái góc tọa độ nó lấy cái vị trí đây nè. Vị trí ở góc ở trên đỉnh và bên tay trái đó là cái mốc 00 ha. Tọa độ x và y 00 đây. Thấy chưa? Tôi đang sử dụng cái đường gai đường giống đó, hai đường giao nhau tại vị trí này. Vị trí này đây chính là cái mốc tọa độ là x bằng 0, y bằng 0. X theo chiều nào? X theo chiều này là tôi đang vẽ nè, ha, là cái chiều dương trục x. Còn y là theo chiều nào? Y là theo cái chiều này hướng xuống nè. Trục y thì sẽ ra được cái con số dương. Còn ngược lại với hướng này thì nó sẽ ra con số âm, như đây là con số âm là x âm. Còn đây là y theo con số âm, thấy chưa? Rồi. Thì là bạn đã biết được cái tọa độ x y dương góc tọa độ đâu rồi ha. Tiếp tục chúng ta sẽ tới cái phần gì? Cái phần snap tool này là cái tính năng bắt dính, thì hầu như phần mềm đồ họa nào cũng có tính năng này. Snap tool là bắt dính ha, bắt dính giữa cái gì, giữa các đối tượng chúng ta vào cái đường giống nè, hoặc laser hay là lưới gì đó ha. Nghĩa là sao? Giả sử giờ tôi sẽ làm ví dụ cho bạn xem. Giả sử giờ tôi chọn cái hình chữ nhật này đi, tôi di chuyển thì tới gần cái vị trí cái đường giống màu xanh xanh dương gạch ngang đó thì nó sẽ rộng dính vào, thấy chưa? Nó dính vào giống như là chúng ta có 500 vậy, thấy chưa? Nó dính vào như thế này đó, nó dính vào đường giống. Hoặc là khi tôi di chuyển gần cái đối tượng khác này, nó sẽ tương tự động dính vào đây, thấy chưa? Nó sẽ dính vào đây, nó sẽ bằng với nhau chứ nó không có có lố vô, thấy chưa? Đó, đó gọi là tính năng bắt dính. Là do chúng ta bật tính năng là view snap to đây ha. Mặc định thì khi bạn chọn cái snap này thì nó sẽ chọn hết những cái bên trong đây. Còn khi bạn click vào đây bỏ cái snap thì bạn được quyền tùy chỉnh cái những đối tượng riêng lẻ ha. Bắt dính vô từng đối tượng riêng lẻ nè. Đường giống hay là lưới nè, laser nè, thấy chưa? Đó. Rồi mặc định thì tôi khuyến khích các bạn nên chọn snap này. Thì chúng ta sẽ bắt dính hết toàn bộ ha, snap đây. Rồi. Thì cái đường giống hồi nãy thì tôi hướng dẫn, giờ tôi hướng dẫn các bạn là tạo cách thủ công. Còn trường hợp mà các bạn muốn tạo cách chính xác là sao, theo số tuyệt đối á, thì giả sử giờ tôi muốn xóa các đường giống thì tôi nhấn chữ clear guys ha, là xóa hết cả đường giống, clear sạch sẽ ra, xóa, thấy chưa? Rồi tôi muốn tạo một cái đường giống theo vị trí chính xác luôn ha, chứ không có theo cái thủ công. Từ giờ tôi kéo rê thả nữa thì tôi click vào cái chữ new guys ha, new guys đây. Rồi thì nó sẽ có hai cái đường giống là chiều horizontal là chiều ngang và vertical là theo chiều dọc. Sẽ được chọn cái đường giống theo chiều ngang đi. Ta cho nó vô bao nhiêu cm, giả sử ta cho là vô 3 cm đi ha. Ok. Rồi bạn sẽ thấy cái nó sẽ xuống 3 cm rồi ha. Đây là cái 0 nè, 2 nè. Khoảng giữa này là 3 nè. Tôi không lớn cho bạn xem, thấy chưa? Đường giống tôi có cái đường giống ngang đó thụt vô 3 cm ha, từ trên đến xuống 3 cm. Rồi giả sử như đường giống dọc thì cũng tương tự thôi. Bạn nhấn new guy nè. Bạn chọn ngang vertical là dọc, giả sử tôi dọc tôi cho là 2 cm đi. Ok, thấy chưa? Đây 1 2 rồi, thấy chưa? Nó thụt vô 2 cm. Đó. Rồi chúng ta xong cái phần đường giống rồi. Clear là xóa đường giống, là lock là khóa, thì cái này cũng ít xài lắm. Clear đây, xóa hết các đường giống. Rồi. Quay lại cái phần giáo trình chúng ta coi chúng ta đã học xong chưa ha. Cái phần menu view nè. Rồi chúng ta đã xong cái phần tùy chỉnh cái menu view rồi, xem rồi ha. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Đó. Thì tóm lại thì bạn nên chọn những cái chức năng này là show guide nè, là hiện hay ẩn được giống. Rồi smart guide là bạn phải chọn mặc định luôn ha, để chúng ta tính năng truy bắt đường giống thông minh. Ruler hiện thước, thước để các bạn thấy thao tác. Snap tool nên chọn mặc định luôn, là nó sẽ tự động bắt dính vào các đối tượng. Đó. Rồi video về cái menu view chỉ có vậy thôi. Hẹn gặp lại với các bạn trong các video tiếp theo.